Chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ đi học về vật liệu V-Ray và cách thiết lập các ánh sáng trong V-Ray cho cái phòng khách như thế này. Đây là kết quả. Thì tôi đã có chuẩn bị cho chúng ta một số cái. Và cái ảnh đầu tiên chúng ta có sau khi chúng ta thiết mô đồ xong. Mua đồ xong thì chúng ta có được một văn phòng như thế này. Đây là các vật liệu với một cái màu thuần nhất. Thì bài hôm nay chúng ta sẽ đi vừa đặt đèn, vừa map chất liệu cho căn phòng vậy. Để sao cho chúng ta có kết quả cuối cùng. Thì chúng ta sẽ xem một số các tiến trình làm việc. Đầu tiên là từ một cái căn phòng thô như thế này, chúng ta đặt hai những cái loại đèn, đèn lồng. Đó, đèn đứng như thế này. Đó, thêm đây. Tiếp theo là chúng ta sẽ thiết lập những cái đèn IES. Chúng ta đi đèn hộp ở trên trần. Đó, thiết lập các loại đèn hộp. Nó có nhiều kiểu dáng khác nhau. Sử dụng đèn IES. Và cuối cùng chúng ta sẽ đặt thêm những cái đèn phụ. Và thiết lập đèn phụ ở các cái hình dáng khác, các thông số khác nhau để có thể những cái khung cảnh khác nhau đó, tối hơn hoặc là sáng hơn. Bây giờ chúng ta xem xét kỹ vật liệu trong căn phòng này. Là chúng ta có một cái hệ thống cửa sổ bằng kính nhìn ra bên ngoài. Hệ thống cửa sổ bằng kính nhìn ra bên ngoài. Không gian bên ngoài là một cái không gian rất là rộng và thấy căn phòng của mình là một căn phòng ở trên tầng cao. Thì điều này được giả lập bằng một bitmap được mát vào một cái mesh ở bên ngoài, một đối tượng poly ở bên ngoài. Ở trong phòng, sàn gạch đá, bộ sofa bằng vải màu đỏ, bàn đá, tường này được mát một cái hoa văn. À, những cái vật liệu như vật dụng nho nhỏ trên ở xung quanh đây nữa. Thì để làm được bài này thì đương nhiên là chúng ta phải qua một cái những cái buổi học về lý thuyết trước. Ví dụ như ở đây đây là hệ thống lý thuyết từ đầu xuống. Đầu tiên chúng ta sẽ phải đi ôn tập các phần cơ bản, sau đó chúng ta nói thực model một ít vật liệu furniture cho căn nhà mình. Rồi chúng ta đi dựng một cái hộp nhà như thế nào đó. Rồi chúng ta sẽ học về V-Ray, map V-Ray vào thế nào, chúng ta sẽ xem các thông số điều chỉnh V-Ray. Thì chúng ta có phần lý thuyết rất là chi tiết. Đây là các cái bài thông số điều chỉnh V-Ray. Từng cái bảng ở trong đó có ý nghĩa gì, khi chúng ta click vào chúng ta được chuyện gì, thì có được thông số giới thiệu hết. Thì ví dụ như bảng Golo Shift này, khi Deep và Deployment thì sao, khi mà Fog, Back, Place, Coolen thì được cái gì. Trong hệ thống đèn này, khi chúng ta bật check đèn hoặc là check không check đèn thì chuyện đó xảy ra làm sao. Thì để mọi thứ đều được giải thích bằng hình ảnh rất là sinh động ở dưới đây. Đó. Rồi hết cái bảng đó, đây là đèn, đúng không? Thì các cái từng phần bên trong nó sẽ, các cái bảng được, nó gì? Một cái bảng nó có những cái chi tiết gì quan trọng thì đều được hiển thị bằng hình ảnh so sánh với nhau ở rõ ràng ở đây. Đó, thì check shadow hay không check shadow. Có sử dụng nguồn ánh sáng trực tiếp, nguồn ánh sáng dội sáng hay không? Tức là cái GI là Global Illumination. Rồi khi mà chất liệu phối hợp với chất liệu phản chiếu và thông số mà xuyên thấu như thế nào, thì ở từ các bảng color shift đấy chúng ta đều có thể nói được, có thể thấy được rất là kỹ trong từng chi tiết một. Thì nếu chúng ta học lý thuyết đây thì nãy giờ thì chúng ta sẽ thấy là mỗi một cái chi tiết này khi mà check vô thì chúng ta được cái gì, không được cái gì. Rồi,
Tiếp theo là những cái bảng còn lại, đó từng cái bảng một thông số là điều chỉnh như thế nào, đúng không? Như là bảng này image sample là điều chỉnh răng cưa, dùng các cái loại bộ lọc nào để chúng ta có thể khử răng cưa của mình tốt nhất với giá trị bao nhiêu, vân vân. Thì khi được học chúng ta sẽ có những cái sự so sánh rõ ràng thực tiếp như thế này. Đó thì đây là các loại bộ lọc, bộ lọc nào thì chúng ta cho đi cái thông số nó ra, nhìn nó rõ hơn, nhìn nó mờ hơn, hoặc là nhìn nó sinh động hơn, vân vân. Thì đó là cái phần thông số setting. Rồi trong quá trình chúng ta làm ở đây thì sau khi mình setting hệ thống VRAYO với từng cái bảng nó có làm việc như thế nào, thì chúng ta bắt đầu đi sang vật liệu, map vật liệu. Thì chúng ta có những cái bài về map trận vật liệu ở đây, ví dụ như ở đây vật liệu V-Ray thì nó có những cái hình ảnh rất là rõ ràng cho chúng ta coi. Ví dụ khi map vật liệu V-Ray material vô thì cái thành phần diffuse nói lên chuyện gì, thành phần direction để làm nên sự phản chiếu ra sao, thành phần cái sự khúc xạ thì nói đến gì, vân vân. Đó. Thì ở đây là những hình ảnh minh họa. Khi chúng ta thành phần diffuse, mình để một cái màu vô chúng ta được cái gì, chúng ta để một cái hình vô, hình thường, hình hoa văn hoặc hình gạch đá thì chúng ta được cái gì. Rồi ha, xuống đây thì nói đến sự phản chiếu. Sự phản chiếu như thế nào, chúng ta được kết quả gì. Ví dụ sự phản chiếu là một màu đen thì chúng ta được đối tượng bình thường như thế này, và cứ tăng dần cái độ sáng lên thì chúng ta sẽ có những cái vật liệu sáng bóng như là kim loại như thế này. Và ở dưới này là chúng ta sẽ thể biết được là chúng ta biết cách làm kim loại màu. Đó. Kim loại màu chúng ta phối hợp cái gì với cái gì, đó, phối hợp cái gì với cái gì thì chúng ta có kim loại màu nha. Hình ảnh rất là sinh động. Sau khi làm kim loại màu thì chúng ta lại cần tới những cái loại kim loại mà nó mờ như thế này, như là hợp kim nhôm, những cái loại hợp kim, tức là cái kim loại mà nó nhòe, nó mờ. Thì làm sao làm, thì chúng ta sẽ phải dùng cái thông số gì, thêm thông số gì với giá trị bao nhiêu thì chúng ta sẽ được tuần tự những cái hình ảnh minh họa thế này. Rồi nói về giá trị subdivide thì cũng có cái phần ở đây, đúng không, độ nhòe. Đây là chúng ta có một cái rất là quan trọng là cùng với cái thông số, một cái thông số phản chiếu giống nhau, nhưng mà nếu chúng ta check vào một dấu check thôi thì sản phẩm của mình nó có thể là một loại inox như thế này, nó có thể là loại một cái loại men gốm sứ như thế này, hoặc là sơn, cái nền sơn hoặc là nhựa như thế này, khi chúng ta check vào cái fairness reflection ở đây. Rồi sang cái vật liệu cái tính chất khúc xạ thì chúng ta cũng có cái phần lý thuyết nói kỹ về cái phần khúc xạ đó ra sao bằng hình ảnh đàng hoàng. Ví dụ như ở đây chúng ta thấy cái khúc xạ với cái thông số màu càng nghiêng về trắng bao nhiêu thì đối tượng mình càng trong suốt bấy nhiêu, và cái độ trong suốt đó được làm trong suốt cái độ mờ của cái thủy tinh nó càng tăng lên khi chúng ta càng giảm cái giá trị lossiness đi như thế này. Và đây là kim loại thủy tinh màu, chúng ta muốn có thủy tinh màu chúng ta sẽ làm sao. Và ở đây là đang nói về vấn đề đang có xuyên thấu hay không, thì cái này rất là quan trọng trong quá trình làm bài của mình bữa nay. Ví dụ như chúng ta thấy là thủy tinh đây, cái nguyên phần thủy tinh này chúng ta dùng reduction để làm, nhưng mà nếu mà chúng ta muốn ánh sáng xuyên thấu từ bên ngoài vào thì chúng ta khi map chất liệu nó vô chúng ta phải kiểm nhận một giá trị là effect shadow, làm bóng đổ trong suốt và có màu thêm vật thể, và lúc nãy ánh sáng có thể là xuyên xấu qua cái đối tượng mà được map chất liệu thủy tinh này. Và thủy tinh của mình nó được tăng cái độ trong lên, độ tinh khiết của nó lên nhiều hay ít là do chỉ số IOR, đó là Index of Diffraction, tiếng Việt mình kêu là chiết xuất đó. Thì cái chỉ số chiết xuất này là nhiều, càng nhiều thì nó cái độ tinh khiết nó càng càng rõ, mà đồng thời sẽ bị ngược lại là chúng ta sẽ render lâu hơn. Chỉ số chiết xuất IOR chúng ta thấy là 1.3 thì nó như thế này, mà khi mà lên tới 2.15 thì nó được như thế này. Thì cái độ tinh khiết nó càng rõ hơn khi chúng ta chỉ sử dụng IOR. Thì có một cái bảng IOR ở đây. Rồi chế độ mà xuyên thấu hồi nãy chúng ta có mới thấy ở bên cái phần mà chúng ta sử dụng
Global Suite trong bản setting thì ở đây cũng được nói lại là khi chúng ta muốn map chất liệu thủy tinh mà muốn cho nhìn xuyên thấu qua đẹp như thế này thì chúng ta sẽ phải đăng cái mask deep lên làm sao. Đây là thủy tinh màu, cách làm thủy tinh màu. Thì nếu được thì xíu nữa chúng ta có thể thế thêm là thay vì những cái bình ở đây tôi muốn làm cho render cho nhanh cho nên tôi chỉ cho màu thôi. Mà nếu được chúng ta có thể dùng thủy tinh màu cho những cái bình đựng bông ở đây. Thì trong lý thuyết chúng ta thấy có những cái phần khi thủy tinh màu thì mình thêm cái giá trị màu vào cái thành phần nào thì nó sẽ được màu như thế này. Đó, chúng ta có những cái ô nhìn rất là rõ ràng. Rồi khi mà chúng ta ngay bên dưới for color đấy, giá trị đấy nó có một giá trị nữa là multiplier, thì khi chúng ta multiplier càng tăng lên thì nó tạo ra cái gì. Ví dụ như khi mình không biết nắm vững cái này, mình có pha màu rồi mà ủa sao mà lúc nào cũng thấy màu màu trong suốt, không thấy màu thủy tinh mà cái màu của mình muốn cho vô thì do giá trị multilayer. Đó, multilayer bạn mà tăng lên dần bằng không, nếu bạn để mặc định bằng không thì không bao giờ bạn thấy được thủy tinh màu gì. À, thì mà chúng ta giảm dần đi, giảm dần đi, đúng không? Chúng ta thấy nè, không phẩy không, không phẩy một, thì đi càng cao, giá trị cao hơn hết mức là 2 chấm thì chúng ta có được thủy tinh đậm đặc, màu của nó đậm như thế này. Đồng thời với cái độ trong trong vắt của cái kim loại màu, nếu mà Fog BIAS chúng ta tăng thay đậm thì nó khác nhau. Thì nói chung thì đây là chúng ta đây là độ trong mà chúng ta muốn những cái nhựa này. Đó, đây là những vật liệu nhựa. Vật liệu nhựa thì nó nằm, chúng ta phải sửa cái bảng cuối cùng của nó có tên là bảng translucency ở đây kết hợp với diffraction, hai cái chúng ta thấy ở như cái bảng này được những đối tượng này thì chúng ta cho diffract là màu trắng đây, nhưng fog color màu màu này. À, rồi theo phần translucency nếu mà chúng ta để mặc định nó ra được như thế này, nhưng mà nếu mà chúng ta đổi đi đây, đúng không? Nếu mà ta chọn soft water nước nè thì chúng ta có như vậy, bạn chọn là hybrid thì chúng ta như vậy, chúng ta chọn là hot thì chúng ta như vậy. Vậy là cái phần đó khi chúng ta thay đổi kết hợp với ánh sáng đèn thì nó cho ra những cái vật liệu khác nhau. Rồi trong quá trình chúng ta làm, chúng ta cần những cái đối tượng mà chúng ta được khắc lên, nổi lên cho nó thật hiện thực, nhìn nó hiện thực hơn, thì chúng ta sẽ đưa những cái hình ảnh, những cái map đó vào những thành phần bâm ra sao thì tạo được cái gì, đúng không? Rồi đây chúng ta có những cái kết quả đây, nếu mà chúng ta map có hoa văn này vào thành phần bâm thì nó sẽ phối hợp cho ra với lại thành phần diffuse với cái màu nâu đấy, chúng ta tạo ra cái này. Hoặc là chúng ta map vào thành phần bâm một cái họa đồ này thì nó sẽ cho ra kết quả ra sao. Đây là thành phần opacity. Thành phần opacity nếu chúng ta đưa một cái map màu đen vào opacity thì nó sẽ những phần màu đen nó sẽ lọc trong suốt đi. Thì trong quá trình chúng ta học lý thuyết chúng ta sẽ học kỹ hết, được thực hành những cái phần chi tiết về các cái phối hợp như thế này trong bảng material. Thì sau khi chúng ta biết được material với setting array rồi thì chúng ta sẽ có cái phần nói về ánh sáng. Đây. À, đây là bảng V-Ray. Thì chúng ta có những cái phần ánh sáng như sau. Ở đây có ánh sáng V-Ray. Ở đây là giải thích một số cái về trong cái bảng V-Ray setting. Nha, ánh sáng đánh vô rồi dội sáng như thế nào thì chúng ta sẽ được giải thích trong quá trình chúng ta học lý thuyết. Đây, ánh sáng V-Ray. Khi chúng ta học về lý thuyết thì chúng ta sẽ được học về ánh sáng V-ray. Ánh sáng V-ray là chúng ta được cái gì ở trong này. Một ánh sáng thì nó có bao nhiêu loại, mỗi một cái loại được thể hiện ra như thế nào, các cái thông số ở bên đó nó ý nghĩa là gì đều được giải thích hết vào đây, và những cái thông số đó không thể nói lý thuyết suông mà nó có những cái hình ảnh để minh họa. Hình ảnh minh họa khi mà chúng ta đập tạo một cái plane, một cái ánh sáng V-Ray light mà chúng ta có bật cái chức năng double size lên thì nó sáng như thế nào và tắt đi thì nó ra làm sao. Tất cả mọi thứ hình ảnh nó đều minh họa hết ở đây. Các cái thông số mình vừa học lý thuyết ở trên, học
ý nghĩa là gì, thì đây nó có sự minh họa ở đoạn dưới bằng cái hình ảnh rõ ràng cho chúng ta coi như thế này. Đó. Thì chúng ta sẽ học, trong quá trình học thì ở đây tụi tôi, nếu được thì tôi sẽ nói hết về cái đèn V-Ray này. Chúng ta gồm có V-Ray Lite, V-Ray EAS, version mới 3.01 dành cho 86 bit, thì nó có thêm cái V-Ray EAS. Do vậy chúng ta có thể là không cần phải sử dụng ánh sáng này, không cần phải dùng ánh sáng này. Đây. Cái không nhất thiết là chúng ta, bạn thấy không, ví dụ thường V-Ray đây chúng ta có V-Ray Lite, V-Ray EIS, V-Ray Sun, V-Ray Ambient, thì chúng ta không cần nhất thiết là phải dùng photometric như ở version, khi chúng ta phối hợp version cũ để mà làm những cái đèn EIS. Thì mọi thứ lý thuyết đây chúng ta đều có được bỏ vào, giải thích hết trong cái phần ánh sáng ở đây, trong một cái bài ánh sáng ở đây. Đấy. Khi phối hợp những gì ra được cái gì, và khi ông ta sử dụng bóng đèn V-Ray EIS thì chúng ta sẽ sử dụng vào những cái tình huống nào, kết quả của nó, chúng ta từng phần một chúng ta thiết kế nó sẽ được cái gì, và các cái giá trị, từng cái giá trị ở trong cái bảng đó thì nó được cái gì ở đây, và mình sẽ được cung cấp những cái bộ đèn EIS rất là nhiều, khoảng hơn 100 cái. Những cái bộ đèn EIS thì đây là bộ đèn EIS Best. À. Rồi, giờ mời chúng ta sẽ vào phần trực bài của mình. Thì chúng ta xem xét cái này, cái file của mình. Hiện bây giờ là phần model đã xong hết rồi. Chúng ta có những cái gì? Chúng ta tôi tạm thời chuyển sang vùng nhìn. Chúng ta đang để vùng nhìn property, tôi có đặt một cái camera. Tôi có đặt camera theo khung cảnh này. Bây giờ chúng ta xem toàn bộ nó theo các vùng nhìn khác. Đây thì ở đây chúng ta có bên ngoài đây một cái tấm plan được uốn hơi cong theo cái góc của bên góc phía sau của căn nhà, căn phòng của mình. Cái góc, cái miếng plan này chính là cái mà chúng ta tạo ra trong không gian của mình, là cái bức phông ảnh nền phía sau để tạo cảm giác căn phòng mình là một căn phòng ở trên cao. Thì cái tấm ảnh map của mình được cung cấp trong cái bài học của mình ở loại này. Đây, tấm hình map này mà chúng ta tạo được cái khung cảnh phía sau như vậy. Rồi, tiếp theo. Rồi, chúng ta có một căn phòng được thiết kế như thế, kín như thế này. Được thiết kế kín, hay kín hết luôn ha. Kín hết luôn với trần hộp, với sàn, với các cái bức vách. Ở bên trong có một sofa, rồi bàn, rồi một bức tranh và hai cái đèn chiếu tường, ba cái đèn lồng ở đây. Đó. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi tiến hành đưa V-Ray vô. Thì tôi sẽ save cái file thôi thành một cái file nữa để dành cái file thực hành cho mấy bạn. Thì ở đây tôi nói là my begin. À, bắt đầu chúng ta đưa cái sử dụng V-Ray. Thì ở đây tôi sẽ không nói về camera nha. Camera thì chúng ta sẽ quá trình học nó có rồi. Thì bây giờ cái bài thực hành này tôi đã có camera sẵn cho mấy bạn, là một cái khung hình camera. Chúng ta bật cái phần safe frame lên như thế này, phần an toàn lên như thế này. Bây giờ bắt đầu setup V-Ray. Thì tôi sẽ vào render setup hoặc là bấm phím F10. Ở đây thì tôi đã đang có V-Ray, thì nếu chúng ta muốn chưa có V-Ray thì chúng ta đang có như thế này. Nếu mà chưa set up V-Ray vô thì chúng ta đang có default scanline như thế này. Thì chúng ta thường thường chúng ta mở ra chúng ta hay thấy như thế này, đúng không? Thì chúng ta phải đóng cái bảng Common Parameter này lại. Rồi chúng ta những cái bảng còn lại đóng hết vô, chúng ta sẽ thấy phần dưới cùng là cái bảng Assign Renderer, nó đóng vô vậy chúng ta mở ra. Và với cái ba dấu chấm này nè, nó là sản phẩm mình sử dụng loại render nào thì chúng ta sẽ lấy vào. Thì ở đây chúng ta có khá nhiều loại, chúng ta chọn V-Ray Active. Thì có đề cài đặt vô để có, thì tôi có cái bài khác cho mấy bạn. Thì chúng ta sau khi đưa vào ha, thì chúng ta bắt đầu setup một số chuyện.
Đây, sang bảng V-Ray thì khi đưa vào chúng ta mới có những cái bảng thông số kế cận như thế này. Sang bảng V-Ray thì đầu tiên là chúng ta vào Farm Buffer đi. Chúng ta cho hiển thị cái khung, cái cửa sổ để render ra. Cửa sổ đó nó như thế này, nó như thế này, nó khác với lại cửa sổ render bình thường của mình, nó như thế này. À, nó khác nhau. À, bây giờ mình sử dụng là Farm Buffer thì nó đang có dạng Farm Buffer như thế này rồi. À, nếu mà tôi không check Farm Buffer, nếu tôi không check Farm Buffer, đóng bảng này lại, à, thì khi mình render ra là nó bảng khác, à, cái bảng thuần mà hồi bữa 3D cơ bản chúng ta học. Đây, một cái bảng khác, đúng không? Cái bảng mặc định của 3D. Còn giờ mình không thích xài bảng mặc định của 3D thì chúng ta sẽ xài cái Farm Buffer này. Và đầu tiên thì cái bài này chúng ta thấy là người ta đang set up giá trị của nó, cái độ rộng, kích cỡ của khi mà render ra đó thì được hình cỡ bao nhiêu, 800 và 500 là tấm hình rất lớn. Thì nếu chúng ta trong quá trình chúng ta đặt đèn, chúng ta phải test đi test lại nhiều lần mà chúng ta để giá trị lớn như vậy thì chúng ta có thể là rất là khó trong quá trình làm việc, nó render lâu. Vậy thì tôi muốn chúng ta giảm bớt xuống một nửa, 2 phần 3 đi. À, chúng ta đẩy cái 2 phần 3 thì 800 tôi để xuống còn 600, 500 tôi để xuống còn 400. Đó, hiện ra có khung cảnh như vậy, hoặc là cho này ra khoảng 350. Đó, thì chúng ta có khung cảnh được bớt lại, nhỏ lại để chúng ta khi render nó nhẹ lại. Chúng ta xem là khi ta bật bàn buffer lên, ta render lại, chúng ta xem đây. Đây, thì hồi nãy là khung ảnh rất là lớn, thì đây là mình lấy khung ảnh nhỏ hơn một ít, à, để chúng ta tiến trình render nó lẹ hơn. Thì đây là căn phòng của mình hiện giờ, mới được thiết kế xong và map chung một chất liệu màu xám thôi. Bây giờ chúng ta sẽ đi tiến hành đặt đèn. Tôi ở đây thì tôi vừa muốn đặt đèn, vừa kết hợp vừa đặt đèn vừa map chất liệu. Thì trước khi đặt đèn thì chúng ta nói thêm về cái bảng này. Farm buffer xong rồi thì trong global sheet này chúng ta sẽ, cái phần default line này chúng ta sẽ không để off with AI. Nếu off with AI tức là chúng ta tắt đèn đi nhưng mà vẫn cho hiển thị cái phần dội sáng. Trong 3D thì mặc định chúng ta có một nguồn ánh sáng tổng quan. Chúng ta sẽ thấy rằng ở trong này nếu mà tiêu cơ bản ta nắm vững thì chúng ta sẽ thấy ở trong bảng environment chúng ta đang có một cái màu sáng trắng với cường độ bằng 1.0. À, thì nhờ cái màu sáng trắng này mà chúng ta nhìn thấy khi chúng ta vẽ đối tượng, chúng ta nhìn thấy. Còn trong phòng mình, trong quá trình chúng ta thấy thiết kế ở đây, chúng ta thấy trong một cái những cái gì đen thùi như thế này, khi render ra chúng ta mới thấy đó, thấy trắng trắng là nó sự khác nhau như vậy, là bởi vì đây chúng ta đang có ở trong một căn phòng tối, ở trong phòng chưa có một nguồn đèn nào hết. Đó, và ánh sáng thì ở bên ngoài nó chưa có thể chiếu vào trong căn phòng này. Thì nhờ vậy xíu nữa chúng ta đặt đèn lên nhé, chúng ta thấy sự khác biệt nó rõ hơn. Và ở đây thì tôi không muốn sử dụng đèn mặc định nữa, tôi cũng không muốn sử dụng cái ánh sáng dội. Bây giờ tôi muốn tắt đi luôn thì chúng ta chọn chế độ off. Rồi, trong image sample này thì tôi chọn cái bộ lọc là Castrum ROM nha. ROM chúng ta đang set up mà khung cảnh chúng ta màu tối, cho nên các bảng này tôi tạm thời tôi để đấy. À, còn chừng nào chúng ta thiết up mà ánh sáng ban ngày thì chúng ta sẽ cần tới cái sử dụng ánh sáng V-Ray Environment, còn hiện giờ chưa thì chúng ta chưa nói. Thì đây là chế độ là khử răng cưa của mình, đây là khử răng cưa ha, chúng ta sẽ thiết up về sau. Cái bảng color map thì chúng ta cũng có trong cái phần lý thuyết nói kỹ để làm gì. Thì cái phần này trong quá trình thực hành thì cuối cùng khi chúng ta set up xong, chúng ta tăng độ sáng tăng độ tối lên thì chúng ta sẽ dùng đến Indirect Illumination, là cái thiết lập cái thông số dội sáng phản sáng. Khi ánh sáng dội vào một cái không gian thì cái không gian đó được được nhận ánh sáng và phản những cái loại ánh sáng khác như thế nào thì chúng ta sẽ bật vào đây. Thì khi check vào đây thì chúng ta có hai loại dội sáng thứ nhất và dội sáng thứ hai. Thì dội sáng thứ nhất chúng ta để mặc định là In Real Map, và dội sáng thứ hai chúng ta đổi Brute Force thành Light Catch. Rồi khi mà đổi xong ta có hai bảng ở đây, thì để trong quá trình test thì chúng ta thấy rằng In Real Map để hai thì nó render rất là lâu, thì tôi chọn là bấy nhiêu low, thấp xuống thấp nhất có thể. Thì trong quá trình chúng ta làm xong thì chúng ta sau khi mà chúng ta muốn
set up xong xuôi đồng ý rồi, chúng ta có thể tăng lên là chúng ta render một lần. Vanilla. Trong cái line cut tôi giảm từ 1000 xuống còn 100 thôi. Rồi, kế theo trong bản setting thì đây là chế độ khử hạt, thì mặc định là 0,01 là cái khử hạt tốt nhất. Xuống đây thì tôi muốn là cái default geometry này, thì có nhiều người người ta dùng static, có người dùng dynamic, thì tôi dùng dynamic và tôi tăng cái giá cái số lượng RAM để làm việc cho tôi á, tôi tăng lên tới 6000 thì nó nhanh gấp nhiều lần hơn tốc độ xử lý của 400 như hiện giờ. Thì sau khi setting mọi thứ dậy xong mà chúng ta muốn lưu lại thì chúng ta vào phần reset dưới này, chúng ta có một lệnh là log. Thì đây chúng ta thấy là tôi nó làm rất nhiều, thì tôi save reset lại và tôi có thể đặt tên ở đây là thấp, đúng không? Và ta ghi đây là cast room rom đấy đó. Thì nó hiểu, nó sẽ đưa các bạn này chúng ta save lại, đúng không? Ok, đồng ý cho nó save lại. Thì khi nào chúng ta cần xài thì chúng ta load vào, chúng ta đây này, hiện giờ mình đang load vô. Chúng ta học, chúng ta đổi từ cái chế độ render setting này sang chế độ render setting khác. Rồi, coi như xong. Xin lỗi, tôi sẽ trả lại cái của tôi là đây. Thấp, đúng không? Rồi load lại. Rồi tôi đóng bảng này xuống. Thì sau khi mình node vary vào thì trong bảng chất vật liệu của ta chúng ta sẽ có thêm. Đó, hiện bây giờ là chúng ta đang map chung một cái như vậy. Thì bảng vật liệu chúng ta sẽ ghép material hoặc là kích đổi standard này, chúng ta sẽ có thêm. Bình thường thì chúng ta chỉ có standard thế này thôi. Hồi cơ bản chúng ta học phần standard này. Bây giờ chúng ta sẽ có thêm cái phần vary additive với một số cái như vậy. Đấy nha. Rồi, bây giờ tôi tiến hành tôi map cho nó đi. Tôi map. Ở đây tôi sẽ cho một cái sàn đá và tôi map cái cửa kính này trước. Rồi tôi đi đặt đèn, người ta thấy thế nào đó, sau đó chúng ta đi tiếp nha. Thì trước nhất là cái một cái ô này tôi đặt ở đây, đặt tên vào đây. Chúng ta thấy là đang là standard ha. Mình để đặt tên ở đây là sàn gạch. Rồi, mình lấy đây Vray Material. Mình kéo qua như vậy cũng được nha, kéo qua như vậy cũng được. Double click qua. Đấy ha, thì chúng ta có một loại chất liệu từ Santa sang Vray. Và chúng ta có thể kéo qua copy qua cái khác. Nhưng mà mình phải đổi tên lại nha. Ví dụ như đây là sàn gạch. Thì ở đây tôi nói là cửa kính. Rồi, đây là bàn đá. Rồi, ở đây là sofa. Ở đây là bình bông. Ở đây là cái lồng đèn. Đó, thì xíu nữa chúng ta làm, chúng ta sẽ vai. Ở đây đây ghi là trần thạch cao. Và tôi ghi đây là bức vách, đây là tranh treo tường vân vân. Đó, chúng ta sẽ có bao nhiêu cái thì chúng ta sẽ chuẩn bị hết. Rồi. Bây giờ bắt đầu tôi đi cái sàn đá. Sàn đá thì sau khi lấy vô thì tôi vào thành phần diffuse. Tôi lấy vào đây một cái vật liệu. Trong cái map thường của mình là vật liệu tile. Vật liệu này. Sau đó tôi mới chọn cái sàn ở bên ngoài. Tôi map vô. Bây giờ tôi chưa đặt đèn, mình chưa thấy được vấn đề ha. Thì tôi map như thế đã. Bây giờ tiếp theo là tới cửa kính. Cửa kính thì tôi sẽ chọn cái phần
kiến ở đây. À, đây, bạn cứ click vào phần giữa đây. Và ở đây tôi sẽ tăng cái thành phần gì production này lên. À, bạn thấy ở đây trong suốt tờ map vô, bạn thấy liền à, phong cảnh bên ngoài. Sau đó thì tôi cho nó effect shadow đấy, để nó có thể là ánh sáng xuyên thấu vô. Ở đây tôi có hai cái tấm kiếng, tấm bên này và tấm bên này, nên tôi chọn tờ map luôn cả hai. Đó, chúng ta thấy hết không gian này trong trong suốt mà nhìn được ra bên ngoài. À, bây giờ tôi muốn làm nó bức vách bên ngoài, à, áp chất liệu bức cái phần không gian bên ngoài, thì tôi lại lấy một cái vê ray nữa, tôi copy trên này xuống, đặt cái tên mới cho nó là cái phông. Cái phông bên ngoài, thì cái phông bên ngoài thì tôi lại không dùng vê ray light material luôn, mà tôi dùng một cái vê ray material mà tôi đổi thành vê ray light material. À, tôi chọn cái bức vách ngoài là cái không gian này, cái không gian này. À, tôi map cái này, à, map rồi nó sáng trưng như thế này. Sau đó thì thay vì để màu trắng thì tôi thay bằng tấm hình vào đây. À, tôi nick vào đây, tôi lấy bitmap và tôi đi vào trong cái dự án của tôi hiện giờ là trên ổ đây. À, và tôi đây map của tôi, à, tôi lấy tấm hình này, tôi map vô. À, tôi show đây. À, chúng ta thấy không gian bên ngoài. Thì bây giờ mình render ra thì không thấy gì hết. À, chúng ta thử xem, tại vì chúng ta đã tắt đèn mặc định đi rồi, à, đúng không? Ta tắt đèn mặc định đi rồi, mình chưa có một cái ngọn đèn nào khác thay thế hết. À, thì nó không gian nó tối như thế này là do bên ngoài tôi mới đặt một cái vê ray light cho không gian bên ngoài, thì tôi mới thấy được như vậy, còn không là tối tối thui nha. Thì thấy được không gian bên ngoài lờ mờ thế này thì tôi muốn điều chỉnh không gian bên ngoài một chút xíu gì đó theo như hình mẫu này, đúng không? Theo hình mẫu này tức là cho cái ánh mặt trời nó thoáng ở đâu đây, đúng không? Ánh trăng gì đó thoáng vào đây và không gian nhìn dễ thương hơn chút, thì tôi sẽ điều chỉnh giá trị ở trong bảng về đây, đúng không? Thì tôi điều chỉnh cho nó offset nó square, chỉnh chụp u cho chỉnh qua vân vân. Thì bạn cũng có thể để lại bằng cách là chúng ta chọn mình nó thôi, chọn mình đối tượng này ha, alternate quy, chúng ta còn mình nó như vậy và chúng ta có thể xem xét, nhưng mà trong màn hình nhìn ta không có thấy được, chúng ta phải render ra. Đó, thì đây là không gian của mình, thì ánh đèn nó nằm suốt bên này, thì tôi muốn rời chuyển lại phía này thì tôi sẽ giảm u offset đi, giảm offset đi một chút. Rồi chúng ta render lại. Nó đang nằm ngay giữa rồi ha, tôi muốn giảm về bên hông chỗ này một tí nữa. Rồi render lại ha, giờ tôi không muốn nằm thấp, tôi muốn nằm cao hơn chút thì tôi tăng giá trị về. À, chúng ta có thể nhìn ở đây cũng được. Đó, lên một chút. À, thì ánh đèn nó được cao hơn, ánh mặt trăng này được nằm cao hơn. Rồi thì khi chúng ta bấm lại alternate quy, nó không gian nó mở lại như thế này, chúng ta sẽ render lại một chút. Ta đang render lộ một viền phân rồi, ta chọn lại vùng nhìn camera và chúng ta render. Không gian bên ngoài của mình như vậy. À, chúng ta cũng có thể là thấy bạn thấy nó căng quá, nó căng bề ngang quá, thì vậy thì đây mình tôi tăng cái tiling lên một tí, tăng lên cho bề rộng nó nhiều hơn một chút xíu và chúng ta render lại nữa. Đó là lý do tại sao mà tôi phải set up chế độ thấp nhất. Thì chúng ta thấy là cái ảnh bên ngoài nó bớt căng hơn, mình có thể tăng lên gấp 2 lần đó, cho ảnh nó bớt căng lại vân vân nhá. Rồi,